quá gió anh em ơi. Nước nó lên nè. Làm gì vậy? Anh vừa đặt lọt, nước lên này, nước quay nè. Cá đậu vô kinh mưa đồng lên đồng nè. Hình như trời đang mưa. Quá gió luôn. Chị nào mới đi thăm được? Sáng ngày mới thăm. Ủa mà hai cái này dính cái gì? Con gì chưa vô là dính à? Vậy là xong rồi hả? Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Nước bắt đầu quay rồi nè, nước lên nè. Này bị đặt cá, lồng đang đặt đó. Ồ, cái vườn cây sao quay dữ quá. Này mình đi đi qua mình đặt lọt nè, đi thăm đây. Quá trời trời mưa. Cỏ. Mấy người đã bắt ốc rồi. Này có dòng nước. Nước chảy mạnh. Cá theo đây nó lên nè. Này qua cái lò mình đặt này, cỏ đang dở ra cây, có con gì không? Ô được cá nè, có cá nè. Nó cá nhóc trơn nè, quá chê. Nè cá nhóc chân nè, nè nè. Ồ ống cá chê luôn. Quá trời dũng mánh ơi.
Nè, quá trời cá chơi luôn nè. Nóng chảy ghê không? Cá chơi một lợp luôn. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Đó. Mà con thấy chưa? Cá vô mánh rồi. Đó, cá chơi giờ trắng, cá lóc nữa. Ghê cái chơi không?